Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay tiếp tục là một bài review về con hàng mình vừa nhận sáng nay luôn nha anh em. Đây, con hàng chính của nhân vật chính của video ngày hôm nay, Wayne Rooney anh em ạ. Sáng hôm nay thì mình cũng đã làm một cái đoạn video ngắn nè để hướng dẫn các SBC, và hôm nay là ngày chính thức để nhận được Wayne Rooney nha. Không Wayne Rooney thì anh em có thể lấy được Maldini luôn, mình cũng đã nói trong cái video clip đó rồi. Và mình không nghĩ là sẽ làm review con hàng Wayne Rooney sớm đâu anh em ạ, vì có rất nhiều con hàng đang chờ phải được review, nhưng mà vì nhiều anh em yêu cầu nè, và với lại mình nghĩ là mình cũng phải làm review sớm con hàng này để khi anh em có thể chọn lựa thì có đưa ra cái quyết định tốt hơn khi xem xong cái review của mình. Mình hy vọng cái bài review của mình sẽ góp một chút gì đó kiểu như là cảm nhận để cho anh em có sự lựa chọn tốt hơn nha. Ok, trở lại với cái sơ đồ chính này, mình sẽ xếp Wayne Rooney đá với 3 trận head to head nha, để anh em xem cùng mình nè, cảm nhận xem con hàng có thật sự ngon hay không nha. Con hàng chỉ cao 1m76 thôi anh em ạ. Nhưng mà cái bản ấy, bản trước là cái bản 96 á, là cái bản huyền thoại á, khi giải nghệ thì có cái bản đó. Thì khá ảo cho cái phần đánh đầu luôn anh em. Nhưng không biết cái bản này thì sẽ như thế nào đây. Bản này thì có móc over là 108 nè, có sẵn cái ran 15 luôn anh em. Khá là tuyệt vời cho anh em cày chay nè, hoặc là anh em fan của MU nha. Ui, quả thẻ rất là ấn tượng luôn. Wayne Rooney ở ngoài đời thì có cái biệt danh là gã sét nha anh em. Gã sét có cái con mập mập mà xanh xanh á, trên hoạt hình á, chắc nhiều anh em cũng sẽ biết. Ok, cái skill boost sẽ là finish nè. Finish, ui, agility thì 140, cứa lòng cũng 140. Với cái bộ chỉ số tấn công khá là khủng luôn anh em. Bộ chỉ số rất là khủng, rất là đều luôn nha. Cao 1m76 và nặng 83 cân nè. Work rate là medium. Và cái skill move là hell to hell nha. Có 4 cái skill ẩn luôn. Ui, khá ngon cho một con hàng ST. Bây giờ Wayne Rooney đã là một huấn luyện viên rồi anh em ạ. Đã là huấn luyện viên của Derby County thì phải. Nếu không làm những cái đội bóng đó kiểu đang bị gặp rất nhiều vấn đề luôn. Không biết Wayne Rooney có thể nào tạo được... có thể nào vực dậy được cái đội bóng Derby County đó hay không. Ok, mình sẽ hồi sinh Wayne Rooney trong cái màu áo Manchester United nha. Ok, với nhiều anh em chưa biết mình á, khi xem video đầu tiên của mình á, thì mình là một người review không chuyên nghiệp nha. Mình review theo đúng cái cảm xúc chân thật của mình nè. Và mình làm FIFA Mobile với cái kiểu như là rất là vui nè, fun nè, đem lại tiếng cười và giải trí thôi nha. Anh em yêu quý mình thì có thể để lại một nút đăng ký nè, ấn vào cái chuông bên cạnh để nhận cái thông báo mới nhất từ YouTube khi có video mới nha. Ok, trở lại với trận đấu đầu tiên của cái nhân vật chính của chúng ta, Wayne Rooney nha nè, huyền thoại của Manchester United. khi xưa mình có xem Manchester thời Wayne Rooney cũng thật sự rất là cảm xúc luôn anh em, cũng rất là hay. Những bàn thắng của Wayne Rooney cũng tới liên tục này, rất ấn tượng luôn. Wayne Rooney đá ngoài đời mình cũng cực kỳ thích nha. Để xem vào game thì Wayne Rooney sẽ chơi như thế nào đây. 1m76. Đây, Wayne Rooney đang chạy trên sân mang đôi giày đỏ anh em ạ. Anh bạn này, để xem anh bạn tấn công sẽ như thế nào đây. Hy vọng là Wayne Rooney sẽ ngon để cho nhiều anh em cày chay có thể lấy về chơi nha. Vì cái móc over nè và skill boost thì rất là ổn rồi. Chỉ cần anh em cày đủ nhiệm vụ là có thể nhận được thôi. Xem Wayne Rooney sẽ chơi như thế nào và mình sẽ đưa ra cái cảm nhận của mình sau 3 trận đấu nha. Tiếp tục xem nào. Event icon 108 thì rất là tuyệt vời rồi anh em. Nếu như con hàng này có thể bán trên những cái bắc thì rất là cao luôn á, nếu mà nó được đưa vào bắc á nè. Nhưng mà cái này thì EA nó lại cho free nha, thật sự tuyệt vời luôn cho anh em Manchester United nha. Tiếp tục xem nào. Ui, màu áo sân khách của Manchester là màu đen anh em, cũng khá khó nhìn so cộng với anh trọng tài. Ui, bạn đang cố gắng tấn công liên tục từ hai cánh. Sơ đồ này là năm 2021 nha. Wayne Rooney đá cao nhất đây rồi. Khả năng cầm bóng xem nè, khả năng cầm bóng và thể hiện lối chơi. Mình cũng sẽ cố gắng đưa nhiều bóng nhất có thể cho Wayne Rooney thể hiện nha. Đây là Ronaldo. Ui, và sút vừa rướng không được. Ui, mình cố gắng đưa bóng cho Wayne Rooney anh em ạ, thì không thành công nha. Gullit lại đang có bóng, đang xoay và cố gắng tìm Wayne Rooney. Tiếp tục xem nè. Ui, lại không được anh em ạ. Pha chuyền hơi non. Mình sẽ cố gắng đưa bóng nhiều nhất có thể nha. Mình sẽ không cố gắng ghi bàn từ mọi cách đâu, mình sẽ cố gắng đưa bóng cho con hàng và phối hợp với con hàng thật nhiều nha, để anh em đưa ra cái cảm nhận tốt nhất. Ui, Rooney khá lùi sâu về để tranh chấp bóng nè. Đây, đây là Van Aho. Crivinho. Ui, không được rồi, pha chuyền quá vội.
Đây, Ronaldo vẫn còn xuất hiện khá nhanh anh em, vừa thấy ở giữa sân nhưng mà phần tấn công đã thấy sự có mặt của Wayne Rooney rồi. Và nào hậu đang ném biên. Còn hàng thì chắc chắn là khả năng song sáo sẽ chỉ số song sáo sẽ rất là cao đây. Con Wayne Rooney này khả năng song sáo từ tấn công cho tới hỗ trợ phòng ngự sẽ rất là tốt. Trong trận thì Wayne Rooney sẽ thể hiện như thế nào nha. Về cái phần thể hình thì mình thấy khá nhỏ cho cái vị trí này. Nhỏ nhưng mà kiểu Wayne Rooney người tròn một tí anh em, kiểu hơi tròn tròn một tí cho nên thể hình thì thấp, nhưng mà về cái độ mà đầm người anh em, cái thể hình tròn tròn thì thấy cũng khá được, cũng khá vừa người. Xem nào. Ui, pha phạt góc khá nguy hiểm. Cực kỳ sợ những pha phạt góc vào tình huống đây rồi. Wayne Rooney heo xem nào. Mình sẽ cố gắng thử cái khả năng cầm bóng và bứt tốc của Wayne Rooney. Ui, xây vào heo khá được này. Ui, đây rồi. Ui, ai phạm lỗi? Ui, Rooney phạm lỗi này. Khá đáng tiếc nha. Tình huống cũng cơ hội cũng khá sáng luôn, nhưng mà kiểu xoay của Wayne Rooney cũng mình thấy pha xoay cuối cũng thật sự không mượt. Ui, đây rồi. Ui. Mềm tí nữa anh bạn xử lý tốt hơn thì đã có bàn thắng rồi. Khá là trống trải và khá nguy hiểm. Ui, việt vị rồi. À, phạm lỗi trước đó à. Bị phạm lỗi trước đó này. Khá may mắn nha. Mềm tí là một bàn thua trông thấy rồi. Đấy rồi, Wayne Rooney tiếp tục nè. Mình sẽ tiếp tục xem cái khả năng di chuyển của con hàng. Ui, không được rồi. Mình cảm thấy khá cứng anh em ạ. Kiểu xoay con Wayne Rooney này có một chút gì đó khá cứng á. Xoay nó không được mượt mà như kiểu Ronaldo hoặc là những cái con Lukaku, mình kiểu bứt tốc đi thì sẽ rất là nhanh nè. Xoay nó rất mạnh mẽ và bứt tốc đi rất nhanh, nhưng mà Rooney mình thấy khá cứng và kiểu xoay không được mượt mà cho lắm anh em. Ui, đã mặt bóng rồi. Phút 75 rồi vẫn chưa có bàn thắng. Ôi, trận này khá khô hạn bàn thắng lắm. Ui, pha tạt cánh. Ui, pha đánh đầu thứ hai này. NDA. Ui, con hàng của Summer này nè. Con hàng này lúc trước ảo tung chảo luôn á. Con hàng rất là khỏe luôn, về khỏe về khoảng tấn công và đánh đầu. Lần này thì cũng là một lần đánh đầu. Ui, vẫn còn chắc, cũng vẫn còn đang khá ảo này. Con hàng rất là rẻ thôi, một khoảng chừng 500-600 coi thôi, nhưng mà chơi rất là ảo luôn. Con hàng NDA đó. Ui, tiếp tục xem nào. Wayne Rooney vẫn chưa thể hiện được nhiều anh em. Có hai cơ hội khá trống trải để bứt tốc đi, nhưng mình thấy khả năng di chuyển và bứt tốc khá cứng, không được mượt cho lắm. Ơi, thì Vinho là không vượt qua được con Fibo thì phải. Trận này mình xíu con Fibo đá cánh này. Đấy rồi, đấy rồi, CR7 đã có khoảng trống. Thử Wayne Rooney xem nào. Ui, pha phối hợp giữa hai một người là huyền thoại Manchester và một người đang là đầu tàu của Manchester nữa. Khá được nha, pha này Rooney chạy chỗ nè và đánh đầu thì khá được vì khá là trống trải rồi. 1m76 mà đánh đầu nhìn đẹp quá nè, kiểu bật nhảy lên đánh đầu. Kiểu bé bé người thôi nhưng mà bật đánh đầu cũng khá được. Khả năng zoom nè và cái khả năng zoom và sức mạnh đánh đầu của con Rooney thì cũng được đánh giá cao quá nè. Dù nó chỉ là thể hình nhỏ nha. Wow. Ok, trận đầu tiên Wayne Rooney cũng đã có một bàn thắng nè. Một bàn thắng ban đầu là từ pha kiến tạo của CR7 nha. Về phần bàn thắng đó thì mình cũng không kiểu đánh giá cao lắm, thì nó cũng khá đơn giản. Những con ST trung bình thì vẫn làm được những pha bóng kiểu đó nha. Giờ tiếp tục sẽ trận đấu thứ hai để xem con hàng Wayne Rooney sẽ thể hiện như thế nào trong cái sơ đồ 4-3-3 Attack này. Mình sẽ xếp Rooney đá cao nhất, cánh phải vẫn là Ronaldo nè, cánh trái là Rivinho, và mình sẽ xếp cái cặp CM sẽ là Beckham và Gullit nha. Nelson Semedo sẽ vào vị trí RB nè, Beckham sẽ vào vị trí này và đá cam sẽ là Zidane nha. Hỗ trợ tốt nhất cho Wayne Rooney tỏa sáng ở trận đấu thứ hai thì xem con hàng có thật sự ấn tượng không, vì trong trận đấu đầu tiên không để lại nhiều ấn tượng lắm anh em. Chơi khá cứng nha. Dù có một bàn thắng nhưng mà những tình huống dắt bóng nè không thực sự mạnh lắm. Di chuyển thì khá cứng, không được mượt cho lắm nha. Theo mình đánh giá là như vậy. Anh em nào mà đã xem video á mà có cảm nhận khác hơn nè, có cảm nhận con hàng nó có điểm gì mạnh hơn nè mà mình chưa nhận thấy á, thì anh em có thể để bên dưới phần bình luận á, một cái phần bình luận của mình để anh em mình có thể chia sẻ và học tập lẫn nhau nha. Những điểm yếu, điểm mạnh nè. Và thật sự là mình cũng là một người chơi rất là bình thường, không phải pro gì đâu. Nhưng mà mình muốn đem tới những video nè, những trận đấu này
thật sự là gần gũi nhất để anh em có thể xem và cảm nhận rõ hơn cái con hàng nha. Mình muốn làm cái cách review như thế này, mình có thể nhận được những điểm yếu, điểm mạnh nè. Chứ cái kiểu mà cứ cố ghi bàn thắng thì như mình đã nói rồi đó, muốn ghi bao nhiêu bàn cũng được và muốn xử lý đẹp như thế nào cũng được. Nếu mà mình cắt ra, cứ cắt ghép những bàn thắng, những pha xử lý đỉnh cao thì nó rất đơn giản anh em. Và như vậy thì chắc chắn rồi, con hàng nào nó cũng ngon hết á. Ok, tiếp tục trở lại trận đấu thứ hai của con hàng Queroni nha. Trong màu áo Manchester đúng màu rồi nè. Ui, đúng màu đỏ rồi nè, đúng cái màu này mình cũng thích nè. Xem nào, Rivinho. Ui, không được rồi. Ui, con Sakho khá mạnh mẽ. Đây rồi, Queroni đó. Cái khả năng di chuyển và khả năng bứt tốc đi của con Queroni mình có cảm giác nó khá cứng anh em. Kiểu không bứt đi được đó. Anh em thấy không, cái khả năng rất là dễ bị ập vào và bị ảnh hưởng một phần vì cái thể hình khá bé nữa, cho nên tranh chấp cũng khá yếu anh em ạ. Kiểu thể hình Queroni nó tròn tròn sao á, tròn tròn mà lùng lùng sao á. Tăng lai kinh hồn luôn đúng. Ui vừa bị phản công thì vừa bị nhận tin nhắn anh em, khá căng nha. Đã có một bàn thắng đến cho đội bạn rồi, Gullit đã ghi bàn và nay cũng thả một like. Khi mình đang cái kiểu làm review này và những tin nhắn tới thì kiểu hơi bị lắc một xíu thôi anh em. Ui, lại có tin nhắn từ Zalo, không biết anh bạn nào nhắn mình. Ui, có một anh bạn kiểu đang phàn nàn về cái event mình đang làm cho anh em thì phải. Anh bạn phàn nàn về cái event không ổn lắm. Ok, tiếp tục trở lại với trận đấu xem nào. Ui, đây rồi, Divino đã có bàn quân bình tỷ số rồi. Mình cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ anh em á, là cái kiểu làm event này mà kiểu nhiều anh em cảm giác như là không thật sự thấy công bằng lắm hay sao á. Nhưng bản thân mình thấy thì thực sự rất là ổn rồi. Khi những cái comment mà được nhiều lượt like á, thì kiểu như nó sẽ được nổi bật hơn, và nổi bật hơn thì sẽ thu hút được sự chú ý hơn, thì những cái lượt like nó sẽ tới nhiều hơn thôi, đơn giản là như vậy. Mà nhiều anh em vẫn không công nhận, mình cũng không biết phải làm sao để cho anh em vừa lòng nữa. Mà chắc chắn như mình đã nói rồi, mình không thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người được, cho nên mình vẫn sẽ chọn làm theo cái cách của mình nha. Và anh em xem được cái video này nè, tới đoạn này nè, thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình là hạn chế nhắn tin vào Zalo giúp mình nha, khi những việc nào đó thật sự cần thiết thôi, hoặc những cái gì đó nó quan trọng nha anh em. Chứ đừng có kiểu nhắn tin những cái tin nhắn như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều. Ui, anh ấy lại nhắn tin, không biết em đó là em nào nữa. Ảnh hưởng rất nhiều tới cái công việc nè, cái công việc đời tư của mình nè, với cả công việc review nữa. Cho nên anh em hết sức thông cảm và hiểu giùm mình nha. Mình luôn tôn trọng anh em thì anh em cố gắng tôn trọng giúp mình nha. Mình vẫn luôn đặt anh em ở vị trí cao nhất, cho nên anh em nhớ nha, hãy tôn trọng cái sự riêng tư nha, cố gắng đừng nhắn tin khi không quan trọng nha. Ok, bỏ qua chuyện đó, mình trở lại với trận đấu thứ hai của Queroni nha. Trận đấu đã có tỷ số là 1-1 rồi nè. Ui, vừa nói 1-1 thì va đi lại ghi bàn anh em. Đánh đầu cực mạnh luôn. Ui, đánh đầu góc hẹp khá tuyệt vời nha. Ok, đã là tỷ số 2-1 cho anh bạn nè. Xem nào, pha chạy chỗ double pass của CR7 David Beckham. Đây rồi, khá tuyệt vời. Ui, chắc chắn rồi. Pha xử lý điểm 10 của cả CR7 và David Beckham. CR7 mà mặc cái áo màu đỏ mình thật sự thích luôn anh em ạ. Dù mình không phải là fan của MU nhưng mà mình cực kỳ thích CR7 trong màu áo của Manchester United luôn á. Kiểu thắng thua không quan trọng nhưng mà CR7 rất là đẹp trong màu áo đó luôn. Tiếp tục xem nào, đã là 2-2 rồi, phút 58, trận đấu khá là kịch tính, cự nhiều bàn thắng luôn, 4 bàn thắng rồi. Đấy rồi, pha mở bóng. Ui, GK đã lao lên khá nhanh nha. Queroni mình cảm thấy khá mờ nhạt và những cái pha dắt bóng đầu trận cảm giác như mình không được ấn tượng cho lắm nha anh em. Cả kiểu hơi bị thất vọng một chút về cái bộ chỉ số của con hàng á. Không biết như thế nào, con hàng thật sự sẽ chơi có thật sự tốt hay không. Và sau cái vài ngày hoặc vài tuần á thì EA có fix lại con hàng có ngon nữa hay không, chứ hiện tại mình thấy con hàng thật sự rất là bất ổn luôn anh. Ui, một pha ra phòng thủ cực hay của Yassin anh em, kiểu lao ra để cản đường sút của cầu thủ. Ui, vẫn còn bóng à, ảo vậy. Tỷ số đã là 2-2 rồi, phút 75, khá kịch tính, khá căng thẳng cho cái trận đấu này. Ui, anh bạn đã đỡ hết đường biên rồi.
Giật xin thật sự luôn anh em, một con hàng điểm 10 trong khung thành luôn. Anh bạn đã phải ôm đầu vì GK Yixin rồi. Rooney thì vẫn vậy anh em ạ, mình vẫn không thấy những pha thể hiện đẳng cấp và ấn tượng nhiều đến từ con hàng đấy. Rồi Rooney đang có bóng đỏ, kiểu heo khá cứng, kiểu khá dễ bị bắt lại anh em. Quá đơn giản ấy, kiểu như Rooney chơi quá đơn giản ấy. Không biết nhiều anh em ngoài kia có chọn quay Rooney. Ui, pha sút trúng cầu khá may mắn cho mình. Không biết nhiều anh em ngoài kia tỷ lệ anh em chọn Modini hay là Rooney nhiều. Theo mình thấy thì con Modini á, thì cái skill boost nó là strength, là sức mạnh thì cũng khá kén người chơi nè. Chứ về cái phần cầu thủ trong game, mình nghĩ Modini nó vẫn có cái gì đó nhỉnh hơn một chút so với Rooney nữa. Không biết cái tỷ lệ người chơi chọn cầu thủ nào sẽ nhiều hơn nữa. Mình thì nghĩ chắc chắn là sẽ là Rooney nhiều hơn. Không biết anh em sẽ cảm nhận như thế nào, có thể để một phần bình luận bên dưới cái phần cảm nghĩ nha. Ui, đây rồi đó, kiểu Rooney kiểu heo, kiểu nào cũng bị mất bóng anh em ạ. Pha đó nếu mà mình phối hợp thì chắc chắn là khoảng trống bên cánh trái rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình muốn sử dụng cái khả năng bước đi và cái kiểu xử lý kỹ năng của con Rooney, nhưng mà thực sự thất vọng anh em ạ, không được ưng cho lắm nha. Theo bản thân mình chơi hai trận thì mình thấy khả năng chơi con hàng khá tệ nha, không được như chỉ số nha. Dù cái tất cả đều rất là ngon rồi, skill boost cũng mình up cao rồi, không thể nào đổ lỗi cho cái skill boost được. Ok, trở lại với trận đấu thứ 3 nha. Về hai trận đầu thì mình khá thất vọng về Rooney, đá không được ngon cho lắm, ảnh hưởng khá nhiều về cái thể hình và cái khả năng dắt bóng, khả năng bứt tốc, khá là thất vọng nha. Trận đấu thứ 3 này mình sẽ chơi với sơ đồ là 3-4-1-2 nha. Mình sẽ xếp với cả Cantona này. Ok, mình sẽ để CR7 ở vị trí cam luôn anh em ạ. Ok, mình sẽ xếp cả Vidic vào trận này luôn nha. Trận này kiểu là một trận những huyền thoại trở lại của MU á anh em. Khá nhiều huyền thoại nha, có cả Vidic nè, Cantona nè, Rooney nè, và Ronaldo cũng đang đá luôn nè. Và cánh này mình sẽ chơi cho Adama Traore nha. Có cả Beckham nữa anh em. Tính ra là kiểu đã là 5 cầu thủ của MU rồi, cả Varane nữa thì là 6 rồi nha. Trận này 6/11 cầu thủ của MU rồi. Đây là trận đấu những huyền thoại và huyền thoại MU và những người bạn nha. Đặt tạm cái tên như vậy nha. Hy vọng trận này Rooney sẽ tỏa sáng một chút để đem về một chút gì đó gọi là lựa chọn và dễ nhận xét của cho anh em cảm nhận nha. Và tất nhiên rồi, đó là những cảm nhận riêng của mình, hay dở là những cảm nhận riêng của mình và những phần đánh giá của mình. Và cái lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về những anh em ngoài kia nha. Anh em có thể chọn nè, có thể xem hết clip và có thể chọn Rooney cũng được khi nó dở, nhưng có thể chọn Modini cũng được. Đó là tất cả quyết định thuộc về anh em nha. Ok, trở lại với trận đấu thứ 3 xem nè. Ôi, đội hình anh bạn cũng khá căng, 4-2-4 và khá căng. Có cả Beckham đá LW luôn anh em ạ. Xem trận đấu sẽ như thế nào đây. Ui, Rooney lại trong màu áo đỏ của MU rồi. Màu áo mình khá thích đây. Trận này mình chơi với cả 3CB thôi anh em ạ. 3CB mà có cả Vidic nè, Cantona nè, những con hàng MU chính hiệu nha anh em. Ui, trận đấu này sẽ diễn biến ra sao đây. Ui, anh bạn thả bóng khá đẹp luôn. Ui, khá ngon nha. Ui, Vidic. Ui, quả đó giờ xin cứu thật sự đẹp luôn. Và đi di chuyển khá khôn anh em. Ui, pha cứu đầu của Yasin thì quá tuyệt vời rồi, lao ra cứu bóng tuyệt vời. Nhưng pha thứ hai thì thật sự luôn anh em ạ, trời cứu luôn, pha đó trời cứu chứ không ai cứu được pha đó. Ok, đấy rồi, Rooney thật sự luôn anh em, pha double pass và chạy chỗ thật sự không ấn tượng và không ngon lắm của Rooney anh em. Anh em có cảm nhận như vậy không? Pha di chuyển mình thấy kiểu đỡ được bóng rồi mà vẫn bị CB ập vào cướp bóng, khá là thất vọng về Rooney luôn anh em. Đấy rồi, Adama Traore, xem nào. Ui, một pha chuyền tuyệt vời. Ui, không được, Rooney tranh chấp không lại Varane pha bóng đó. Ui, vì vậy khá đáng tiếc. Ui, Rooney kiểu hơi bị fail một cái về thể hình đó. Tì đè không được tốt cho lắm. Về sức mạnh tranh chấp thì không được ưng cho lắm. Một con hàng mình khá thất vọng tới thời điểm hiện tại. Dù trước khi lấy thì mình nghĩ con hàng Rooney sẽ rất là ngon, vì cái bản 96 lúc trước chơi rất là ảo luôn, ai cũng thích á, cái bản 96 và bản huyền thoại á. Nhưng mà hiện tại cái bản này mình thấy khá là cứng nhất này, và kiểu không được ưng cho lắm, không ngon cho lắm. Tiếp tục xem nè. Ui, đây rồi, đã thua được bóng. Ui, đây không. Ui, anh bạn này đá kiểu pressing cực cao luôn á, tấn công và pressing cực cực cao. Đây rồi,
Rooney tiếp tục xem nào. Đây rồi, xem nào. Ủa, những pha heo cực ngắn á nè. Mình thấy khả năng heo cực kỳ ngắn. Ui, quả tạt cho Cantona. Một pha phối hợp giữa hai huyền thoại MU nha. Đã có bàn quân bình tỷ số nè. Một điều nè. Ui, Cantona vẫn quá đẹp trong cái thể hình này luôn. Ui, không có pha highlight luôn. Cameraman hình như đang đói bụng thì phải. Là vội để đi ăn hay sao á. Là đang kiểu không có đoạn highlight về cái pha bóng đó luôn. Ui, sự đáng tiếc. Tiếp tục xem nào, xem trận đấu sẽ diễn biến như thế nào. Ui, anh bạn Christian cực mạnh luôn. Không biết anh bạn này đến từ đâu nữa, mình cũng không đọc rõ cái tên nữa. New Glow gì đó. Mình lại thích gặp những anh em Việt Nam của mình hơn để đá cùng trải nghiệm nè. Kiểu những trận đấu sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn khi biết mình là người Việt Nam với nhau nè. Mình cảm giác vậy. Ok, đây rồi, Adama Traoré. Ui, không được rồi. Ui, không được. Những pha tranh chấp liên tục. Những pha tranh chấp cực mạnh luôn. Ui. Ơ. Ui, giờ xin trận này thấy thật sự luôn. Có những pha ra vào cực kỳ hợp lý luôn. Pha mình kiểu hơi bị mơ hồ tí. Kiểu mình nghĩ hết bóng anh em. Bỏ nhưng mà khả năng giờ xin chơi quá tuyệt vời. Ui. Bạn ập vào liên tục luôn á. 5-8 là tỷ số đã là một điều. Vẫn vậy anh em. Rooney vẫn làm cho mình thất vọng. Quá thất vọng về một con hàng event icon luôn. Ui, đây là Vardy. Ui, khá trống trải. Trận này đá với 3 CB thì kiểu hơi toang một tí anh em. Hơi toang về cái khoảng thủ một tí. Tiếp tục xem nào. Quay rồi. Ui, xoay và chuyền kiểu quá fail luôn. Ui, Beckham quá hay. Trận này Beckham quá hay. Ui, và dứt điểm cực kỳ nhẹ nhàng và tinh tế của Lukaku này. Nhiều anh em vẫn nói là ui, mình thả lộn cái icon rồi. Thả like mà kiểu thả cái kênh thách đấu đó. Ôi, chắc không sao đâu. Pha này để tập trung tấn công xem nào. Nhiều anh em kiểu vẫn nói là Lukaku bản 110 này kém hơn bản Utot. Nhưng mà mình thấy Lukaku bản này là bản nâng cấp hoàn chỉnh nhất cho cái bản Utot luôn anh em. Lukaku 110 này thật sự rất là ngon luôn. Nó bóp cho tốc độ nè và khả năng dứt điểm các thứ ngon hơn cái bản kia nâng cấp lên một level anh em ạ. Vì mình đã có hai bản, bản 110 và bản 112, mình rất là dễ so sánh luôn. Cái bản 110 này thật sự rất là ngon và ấn tượng. Ui, vỡ trận thật sự rồi. Ừ, may mắn quá. 2-1 ngay phút 81 rồi. Ui, trận này thật sự luôn. Có nhiều tình huống để cho Rooney thể hiện nhưng mà con hàng vẫn không thể hiện được khả năng chơi ngon của mình. Vẫn như vậy, vẫn khá nhạt nhòa. Dù cho có một kiến tạo cho Cantona. Ui, một pha lao vào đánh bóng cực kỳ dũng mạnh của Varane luôn anh em. Con hàng đánh đầu khá mạnh luôn. Ôi, con hàng khá ngon rồi. Con hàng Varane CB thì tuyệt vời rồi. Tỷ số đã là 3-1 rồi anh em ạ. Trận đấu khá nhạt nhòa. Còn mình cũng kiểu bị vỡ trận luôn rồi. Ui, đây là Lukaku. Ui, xoay xử lý khá tuyệt vời. Trận này Beckham điểm 10 thật sự luôn. Ui, tuyệt vời quá. Beckham CM mà đặt vào vị trí LW. Trận này đá khá hay. Brighton thì vẫn vậy anh em ạ. Vẫn là một cái gì đó thật sự khác bọt. Đây rồi, Beckham của mình. Một pha double pass. Ui, không kịp rồi. Cantona với tốc độ này chắc chắn đón không kịp đường truyền rồi. Khá mạnh. Ui, trận đấu cũng kết thúc với tỷ số khá đậm luôn. Một tỷ số 4-1 luôn. Trận thắng nghiêng về đội bạn nha. Chúc mừng anh bạn nếu xem được clip của mình nha. Một tràng vỗ tay nha. Ok, tổng kết con hàng Rooney thì mình thật sự thất vọng toàn diện luôn anh em ạ. Một con hàng event icon thấy không ngon vào thời điểm hiện tại. Không biết sau này sẽ như thế nào và anh em có lựa chọn hay không, đó là quyết định cuối cùng của anh em nha. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em trong một cái video mới, bài review mới nhất nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nếu chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào.